Xin chào các bạn, tôi là Hoàng Minh, tôi đến từ Eros Team. Tôi rất vinh hạnh được hướng dẫn và gửi tới bạn một chút kiến thức và cũng là một trong những phương pháp để kích hoạt và chữa lành hệ thống luân xa. Lần trước, chúng tôi đã hướng dẫn bạn phần 1, chữa lành và kích hoạt luân xa 1. Ngày hôm nay, tôi lại đưa bạn đến với phần 2 trong chuỗi 7 bài thiền thanh tẩy luân xa, đó là bài chữa lành và kích hoạt luân xa 2. Khi thực hành liên tục các bài thiền này, các luân xa sẽ được kích hoạt trở lại, được chữa lành, khơi thông dòng năng lượng, vận hành lan tỏa nhịp nhàng tới toàn bộ cơ thể, từ đó đem lại sức khỏe, lợi lạc và là nguồn sống dồi dào cho các bạn. Luân xa 2 còn được gọi là luân xa xương cùng, Sacral Chakra hay Savitthana Chakra, là luân xa trung tâm năng lượng chính thứ hai của cơ thể. Luân xa này đảm nhiệm vai trò chi phối năng lượng tình dục và hướng năng lượng này tới từ sự sáng tạo, khả năng thích ứng. Một luân xa 2 khỏe mạnh sẽ giúp bạn tận hưởng mọi mặt của cuộc sống và trở nên hạnh phúc với chính mình. Ngoài ra, luân xa xương cùng còn có ảnh hưởng đến sự ổn định vật chất trong cuộc sống. Càng cân bằng, chúng ta càng có nhiều tiềm năng trong việc tiếp nhận và trao đổi vật chất. Luân xa xương cùng còn có một vai trò quan trọng cùng với luân xa gốc trong việc giữ cho hệ thống sinh sản khỏe mạnh. Luân xa xương cùng có hình chiếu đối xứng trước và sau. Nó nằm dưới rốn khoảng 2,5cm và hình chiếu ra sau của nó tương ứng với vùng thắt lưng và vùng xương cùng, hay còn được biết đến là khu vực hạ đan điền. Luân xa này đại diện cho yếu tố hành thủy và biểu tượng của nó là một đóa hoa sáu cánh màu cam sáng. Màu cam sáng tượng trưng cho sự thuần khiết và hành động. Ta có thể thấy nhiều nhà sư Phật giáo và Ấn Độ giáo mặc trang phục cùng màu với luân xa xương cùng. Mỗi cánh hoa đại diện cho sáu cảm xúc tiêu cực hiện hữu mà chúng ta phải chinh phục: kiêu ngạo, dục vọng, đố kỵ, nóng giận, độc ác và hận thù. Phía trong biểu tượng, chúng ta có hai vòng tròn đồng tâm. Chúng tượng trưng cho sự truyền dịch liên tục của năng lượng, sự thay đổi vĩnh viễn và sự chuyển động của cuộc sống mà chúng ta đang hòa nhập. Các hình tròn tạo thành hình mặt trăng tương tự tượng trưng cho tính nữ bên trong mỗi chúng ta. Nó hoàn toàn cân bằng với luân xa đầu tiên là Mudrahara. Biểu tượng của sự tắc nghẽn, mất cân bằng, tổn thương luân xa 2 là sự thiếu kết nối chặt chẽ với các mối quan hệ xung quanh. Bạn có những thái độ mặc cảm và kiêu ngạo. Có thể bạn quá nhạy cảm với cảm xúc của người khác và bạn luôn luôn lo sợ rằng không thể làm hài lòng họ. Bạn cũng dễ bị kích động, sự lo sợ bằng những âm thanh gợi lên những lỗi lầm trong quá khứ. Ảnh hưởng bởi sự phán xét của gia đình và xã hội là chúng ta bị đè nén cảm xúc từ nhỏ cho đến hiện tại. Rất nhiều trong số chúng ta rơi vào tình trạng tiêu cực cảm xúc, một thái cực là nổi loạn, muốn làm những điều trái ngược với những điều người khác đang làm, thường xuyên nóng giận, là lối om sòm, thích kiểm soát người khác và phóng túng. Một thái cực khác là trạng thái trầm cảm, thu mình, hạn chế giao tiếp với người xung quanh và không kiểm soát hành động của mình, đa sầu và đa cảm. Nếu bạn đã nghe bài thiền này nhiều lần, bạn có thể chuyển ngay đến phần thiền sau đây để trải nghiệm trọn vẹn hơn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nào. Hãy tìm cho mình một nơi thật yên tĩnh. Tốt nhất, bạn hãy tự chọn tư thế ngồi xếp bằng tại một nơi yên tĩnh và có nhiều yếu tố về nước như ven sông, hồ, biển. Trước khi thiền định, bạn nên uống một ly nước và chuẩn bị thêm một ly nữa đặt bên cạnh bạn để sử dụng khi kết thúc bài thiền này. Khi bạn uống, hãy hình dung nước chảy vào cơ thể bạn, bạn cảm nhận được toàn bộ sự chữa lành lan tỏa. Và trong khi nước chảy vào cơ thể bạn, bạn cho phép chúng gột sạch hết những năng lượng không tích cực, những năng lượng mà bạn đang nắm giữ khiến cho nét chứng năng lượng của bạn chìm xuống, đang ra khỏi cơ thể bạn. Để bạn trọn vẹn với phút giây hiện tại và được chữa lành toàn bộ cơ thể cũng như khu vực luân xa 2, bạn để tay ở tư thế như sau: mu bàn tay phải đặt lên lòng bàn tay trái, đầu ngón tay trỏ
và ngón cái đặt vào nhau và đưa vào trong lòng của mình, nơi khu vực hai chân bạn đang xếp mở. Bài thiền này bạn không cần phải nhắm mắt, nhưng nếu bạn nhắm mắt và bạn đem lại những cảm nhận, hình dung, tưởng tượng một cách dễ dàng và sâu sắc hơn, bạn hãy cứ làm như vậy. Hãy dùng phương pháp hít thở bụng. Hít vào, bụng phình ra, thở ra từ từ, bụng xẹp lại. Một lần nữa nào. Hít vào, bụng phình ra, thở ra từ từ, bụng xẹp lại. Trong lúc này, hãy nhẩm đọc câu niệm lành. Tôi đang cảm thấy rất tốt đẹp. Tôi là một người có giá trị. Tôi tự cảm thấy những điều tốt lành từ chính bản thân mình. Tôi tự cảm thấy mình xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp và mang đến cho mọi người những cuộc sống tốt đẹp. Hít một hơi thật sâu, giữ lại 3 giây và thở ra nhẹ nhàng bằng miệng. Bây giờ bạn hãy phát ra âm thanh để hỗ trợ tích cực hơn cho việc kích hoạt luân xa. Hãy dùng hơi từ bụng và đẩy lên phía miệng để âm thanh được thêm vang hơn, xa hơn. Hãy phát âm âm vang cùng tôi. Và tiếp tục một lần nữa. Và lần thứ ba. Và cảm nhận âm thanh phát ra với những sóng âm rung động mạnh mẽ và vang xa hơn nữa. Hãy tiếp tục cùng tôi và tập trung vào khu vực luân xa số 2 của bạn. Và lần cuối cùng, hãy thả lỏng và ngân vang cùng tôi. Và hít một hơi thật sâu, sau đó giữ lại 3 giây và thở ra thật nhẹ nhàng bằng miệng. Bạn hãy thực tập cảm nhận và dùng khả năng hình dung của bạn đưa vào khu vực luân xa số 2. Cảm nhận xem khu vực luân xa 2 của bạn hiện tại đang có màu gì.
Bây giờ bạn hãy quán tưởng khi bạn hít vào, một luồng khí từ dưới đất đi lên qua luồng xa 1 và tới luồng xa 2 của bạn. Càng hít vào, thở ra thì cánh hoa màu cam tại luồng xa 2 càng nở to, quay tròn và đều dần. Ánh sáng màu cam tại luân xa 2 mỗi lúc một rực sáng, và ánh sáng rực rỡ này hóa dài, cuốn trôi đi hết tất cả mọi tắc nghẽn của bạn. Khi bạn chạm tay vào khu vực này, bạn có cảm giác nóng hay lạnh? Hãy tiếp tục tụng âm vàng cùng tôi. Và khi bạn tụng âm vam, hãy hình dung và cố gắng đưa toàn bộ âm thanh của âm vam này đi vào trong khu vực luân xa số 2. Và để khu vực luân xa này cùng rung động với toàn bộ cơ thể bạn, hãy đưa toàn bộ sự rung động của âm vam vào khu vực này để giải phóng và đưa khu vực này trở về trạng thái cân bằng của nó. Hãy tiếp tục tụng cùng tôi 3 lần nữa. Và lần cuối cùng, hãy đưa toàn bộ hơi của bạn vào trong khu bụng và phát ra âm vam. Và rất tốt. Sau bài thiền ngày hôm nay, bạn hãy để ý xem khu vực luân xa xương cùng này sẽ thay đổi ra sao. Chú ý về sự thay đổi màu sắc và cảm giác nóng ấm tại khu vực này. Một khi bạn có bất kỳ cảm nhận nào sự thay đổi đang diễn ra, thì cũng là lúc cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Hãy hít một hơi thật sâu, giữ lại 3 giây, rồi thở ra nhẹ nhàng bằng miệng. Rất tốt. Khi luân xa 2 được khai thông, bạn sẽ cảm thấy yêu cơ thể mình hơn. Bạn sẽ có cảm giác rất thú vị với những cảm giác xúc chạm. Bây giờ, hãy thử đi dạo trên nền đất với đôi chân trần. Bạn cũng có thể bước chân trên cỏ, có thể chạm vào người khác hoặc chạm vào mái tóc của bạn, chạm tay vào làn nước. Khi bạn cảm nhận được bằng các xúc chạm, bạn sẽ càng cảm thấy thật thú vị.
hãy cho phép bản thân bạn được tự do trải nghiệm và tận hưởng cảm giác xúc chạm cơ thể vật lý. Đó là một món quà, một món quà của sự sáng tạo. Khi luân xa xương cùng được kích hoạt, sức sáng tạo tràn ngập trong bạn ngay lúc này. Một khi bạn có thể cảm nhận được theo nhiều cách khác nhau, thì tần số rung động của bạn cũng sẽ được tăng lên. Ngay giây phút này đây, bạn bắt đầu thực sự tận hưởng mọi sự hiện diện của các xúc cảm mà trái đất đã mang đến cho chúng ta. Hãy tiếp tục tụng âm vàm để kích hoạt nguồn năng lượng của Luân Xa 2. Và tiếp tục một lần nữa. Và hãy lặp lại 3 lần tụng âm vang này cùng tôi. Và lần cuối cùng. Và hãy thả lỏng hơn và thả lỏng hơn nữa. Hãy cởi mở và đón nhận về sự tự do. Bạn an toàn khi là chính bạn. Bạn cũng an toàn và không bị cấm đoán. Bạn tỏa sáng theo cách mà bạn muốn. Bạn an toàn để bạn sáng tạo. Bạn luôn luôn cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Bạn an toàn để kết nối. An toàn để khám phá cơ thể bạn, khám phá mùi hương, chạm, ngửi và nếm các cảm xúc của tình yêu. Bạn cảm thấy an toàn và thật an toàn để cảm nhận tất cả các cảm xúc của bạn. Tất cả các cảm xúc. Lúc này đây, bạn hít một hơi thật sâu, giữ hơi thở, và khi bạn thở ra, hãy cùng tung âm vang lần cuối. Và cảm nhận sự an toàn khi được khai mở nguồn sáng tạo bên trong bạn, tự do thoát khỏi những điểm kiến sẵn có. Bây giờ, bạn hãy nghe những lời tôi đọc sau đây. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc những câu khẳng định này 2 lần. Đó là một khoảng lặng. Và khi bạn cảm nhận, mình cảm nhận được điều ấy, hãy tự lặp lại lần thứ 3. Bạn có thể đọc thành tiếng hoặc đọc thầm trong đầu đều được. Hít một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhàng. Sau đó lặp lại cùng tôi. Tôi an toàn và tự do.
tôi an toàn và tự do. Tôi tự do sáng tạo, tự do được yêu thương. Tôi tự do sáng tạo và tự do được yêu thương. Tôi được an toàn. Tôi được an toàn. Tôi cảm thấy an toàn khi mình được lắng nghe. Tôi cảm thấy an toàn khi mình được lắng nghe. An toàn khi lên tiếng. An toàn khi đón nhận sự thể hiện. Tôi cảm thấy an toàn khi lên tiếng. An toàn khi đón nhận sự thể hiện. Tôi cảm thấy an toàn khi tôi cảm nhận. An toàn khi tôi cảm nhận. Tôi an toàn khi đứng trên đất mẹ. Tôi an toàn khi tôi đứng trên đất mẹ. Tôi an toàn trong tất cả các mối quan hệ. Tôi an toàn trong tất cả các mối quan hệ. Tôi an toàn khi là chính mình. Tôi an toàn khi là chính mình. Hãy cảm nhận. Hít vào và thở mạnh ra. Cảm nhận tất cả cảm giác. Cảm nhận cơ thể bạn được khai mở hoặc sự điều chỉnh nguồn năng lượng đang được diễn ra. Cảm nhận năng lượng và bạn đang được tỉnh thức. Hãy để cho cơ thể bạn được cảm nhận trọn vẹn những gì đang được diễn ra. Bạn cảm nhận được sự khác biệt. Cảm nhận được sự sống động hơn và tự do hơn. Bạn cũng cảm nhận được những đam mê. Ngay lúc này đây, liệu rằng bạn còn cảm nhận được sự giận dữ hay cảm thấy buồn chán? Bạn có thật sự cảm thấy những gì mà cơ thể bạn đang trải nghiệm? Hãy nương theo cảm giác ấy. Nương theo những cảm giác mà luân xa xương cùng đang hoạt động một cách mạnh mẽ. Lúc này đây, bạn cảm thấy thật tự do, đầy sáng tạo và thể hiện bản thân một cách thật an toàn. Thể hiện bản thân bạn là ai? Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Xin chúc mừng bạn đã hoàn thành xong quá trình thanh tẩy cũng như kích hoạt luân xa xương cùng ngày hôm nay. Hãy đưa ý thức của bạn dần quay trở về với thực tại. Bạn có thể cử động các ngón tay và các đầu ngón chân. Khi đã sẵn sàng, bạn có thể từ từ mở mắt, ngồi dậy, vận động cổ vai gáy từ từ và chậm rãi. Bây giờ, hãy uống ly nước mà bạn đã chuẩn bị bên cạnh bạn. Bạn sẽ bắt đầu nhận thấy những thay đổi trong 2 đến 3 ngày tới. Và tôi rất muốn biết về những thay đổi đó. Hãy bình luận xuống bên dưới bài thiền này để tôi có thể đọc được. Hoặc bạn có thể nhắn tin trực tiếp cho tôi và để tôi cùng cộng hưởng năng lượng với bạn. Cảm ơn bạn. Nếu bạn cảm nhận bài thiền này có giá trị, hãy chia sẻ nó tới người đang cần. Eros Team và tôi là Hoàng Minh thường chúc bạn có một cuộc sống an yên và tràn đầy năng lượng tốt lành. Cảm ơn bạn.